Xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT nha. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này để thanh lý một số cây linh sam 86 loại mini xếp đế như thế này cho cô chú mình ha. Thì hàng 86 á, loại mà vô chậu rắn trắng này nè, vườn con toàn bộ đã xếp đế như thế này hết rồi. Thì về cô chú mình chỉ cần là ra cái chậu bự rồi để nhắc qua rồi để nuôi dưỡng nguyên cái chậu vậy thôi. Thì sau này nó sẽ ra một cái bộ đế 24 giờ rất là đẹp ha. Nó ví dụ như cây này để về cho cô chú mình làm những cây bonsai mini nhỏ nhỏ đó. Thì do vườn con có công việc không có nuôi dưỡng nữa cho nên vườn con đang thanh lý những cây linh sam 86 này ha cô chú. Giá hiện tại con đang bán là 15.000 một cây giá thanh lý, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn nếu như cô chú mình mua số lượng 10 cây thì con sẽ tặng thêm 2 cây nữa đó. 10 cây là 150, tặng 2 cây là tổng cộng 12 cây chỉ có 150 thôi. Còn giá là chưa bao gồm phí ship nha. Tiền ship là 49.000. Đó, cô chú mình thấy ưng mấy cây linh sam 86 mà loại ship đế như thế này thì alo vườn con. Số điện thoại để trên tiêu đề ha. Cảm ơn cô chú mình đã xem, ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều.